Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết là nước này ủng hộ việc thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tướng Milley cho biết là các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Âu, nhất là ba quốc gia Baltic bao gồm Estonia, Latvia và Litva, cùng với Ba Lan và Romania sẵn sàng cho phép Mỹ đặt các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ của nước mình. Thậm chí là các quốc gia này sẵn sàng trả chi phí xây dựng và hoạt động cho các căn cứ này. Tướng Milley cho rằng sự hiện diện quân sự trên thực tế luôn là biện pháp phòng vệ hữu hiệu và do vậy NATO sẽ cần xây dựng các căn cứ thường trực ở Đông Âu với các đơn vị quân đội Mỹ đồn trú ngắn hạn thay vì dài hạn. Mỹ hiện đã triển khai khoảng 67.000 quân nhân tại châu Âu, chủ yếu là ở Đức, Anh và Italy.